Nếu như bạn có cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới thì em cũng muốn thử thách bản thân và muốn được học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc thi đó. Xin được cảm ơn Thu Hồng, nhưng mà lúc nãy Thu Vy còn đặt thêm hai câu hỏi cho bạn nữa, không biết bạn còn nhớ câu hỏi không? Xin được mời bạn trả lời. Sau khi nhận được câu hỏi của diễn viên Chi Bảo, lúc đầu thì em cảm thấy hơi lo lắng một chút, nhưng mà lúc sau thì lấy lại tinh thần thì em trả lời cuộc thi của mình tốt nhất có thể, và em nghĩ là em hiểu gì thì em sẽ trình bày hết ý của mình và em tự tin về về cái câu trả lời của mình. Và còn một câu nữa ạ. Sau khi mà Tốt Nam đã hoàn thành xong phần nghiệp sử, em có nghĩ em là người đăng quang hay không? Em đã nghĩ một bạn khác. Bao nhiêu phần trăm thì nghĩ mình sẽ đăng quang? Bản thân em thì em cảm thấy em nghĩ là em sẽ không đăng quang vì em thấy trong cuộc thi này bạn nào cũng xứng đáng cả. Nhưng mà theo em thì nếu 100% cho cái suy nghĩ là mình sẽ đăng quang thì em bao nhiêu phần trăm lúc đó? 50, 50 hay là 60, 70? Bạn có nghĩ tự tin nói lời tiên của mình? Em tự tin là 60%. Mình cảm ơn cô Hồng ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Do là em đạt giải thân thiện nên em có chơi với tất cả mọi người và cảm thấy Thu Hồng là một người rất là đáng yêu và cũng rất cố gắng trong quá trình tập luyện. Bạn là một người rất nổi bật khi trình diện bất cả áo dài lẫn áo giáp hổ, và bạn luôn thể hiện cái sự tự tin xuất hiện và sự cố gắng không ngừng vươn lên, và em nghĩ là bạn xứng đáng cho cái vòng hoa.